Vang Vọng xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay sẽ gửi tới các bác một chiếc đồng hồ Odo 548-08 búa của đất nước Pháp. Và đây là một chiếc 54 em sưu tầm trong cái tình trạng còn rất là đẹp. Và tất nhiên rồi, phải nguyên bản để các bác sở hữu và thưởng thức cái âm thanh mà tiếng chuông chiếc đồng hồ tạo nên để trong không gian nhà của các bác. Bây giờ em sẽ cùng các bác đi tìm hiểu một chút nhé. Đầu tiên thì các bác sẽ thấy giúp em, đây là một mẫu thiết kế thùng bè vân nu đối xứng đúng không ạ? Các bác sẽ thấy chúng ta sẽ có hai cái phần cánh, có những cái phần gỗ vân nu tạo vân này, hình sóng rất là đẹp này, đối xứng hai bên cánh thùng đúng không các bác? Đây, vân tạo xoáy đây này. Chính giữa chúng ta sẽ có một cái phần nốp gỗ vân nu đối xứng đây. Phần bên trên thế các bác này, những cái phần vân nu đối xứng này. Cả bên dưới cũng thế các bác nhá. Đấy. Và tạo hình thêm hai cái phần gỗ khắc màu tạo cái điểm nhấn cho chiếc đồng hồ của chúng ta đúng không ạ? Đặc trưng thì tất nhiên rồi, không thể thiếu được một chiếc tay cầm nguyên zin của thương hiệu Odo. Đây là một chiếc tay cầm này các bác nhá. Chiếc này sẽ có cái mã số là 332 3332. Và đây là một cái phần mặt số bát giác nằm nền vàng số đen rất là đẹp. Nếu mà đánh giá thì đây là cái bộ mặt số em nhận xét nó còn đẹp trên 97-98%. Ngoài ra bên dưới chúng ta sẽ có một cái phần kính cách điệu đấy các bác nhé. Viền ngoài thì sẽ được mài, bên trong sẽ được mạ gương để kết hợp với quả nắp mạ chrome ở bên trong đây. Hai bên vách thùng còn rất là đẹp các bác nhé. Đây, em đang quay để các bác có thể nhìn kỹ hơn này. Tay khóa cửa còn đây các bác này. Nếu mà nhận xét về cái ngoại hình tổng thể bên ngoài của chiếc 54 này thì em nhận xét đây là một chiếc 54 nó đẹp trên 96% các bác ạ. Các bác có thể thấy rất là hài hòa đúng không ạ? Và bây giờ sẽ mời các bác đi vào bên trong. Đây là bên trong của một chiếc đồng hồ Odo 548 nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Đây, cái phần bản đề nó còn xanh đen này các bác này, rất là đẹp đúng không ạ? Những cái phần nẹp kính bên dưới còn nguyên đây các bác nhá. Phải nói đây là một cái bộ mặt số rất là đẹp luôn, thực sự rất là tuyệt vời. Đầu tiên chúng ta sẽ có tên bản nhạc VS Table Westminster này, tên logo thương hiệu Odo này, bộ kim số 8 đặc trưng của đời 54 này, ba nỗ vành khuyên cót còn nguyên bác nhá. Và các bác sẽ thấy là nó rất ít cái vết xước xác hoặc là vết bẩn trong quá trình mà người chủ cũ người ta sử dụng lên cót đúng không ạ? Niềng mạ chrome các bác nhá, đi với một phần quả nắc mạ chrome rất là đẹp và sáng ở bên dưới đây. Ngoài ra thì những cái chiếc tay cót zin không thể thiếu được trên những chiếc đồng hồ Odo. Đây các bác nhá, đặc trưng này, hai con ốc chống tường hai bên trước này còn đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, và đây một cái phần khóa gông các bác nhá, để các bác cài vào cái phần ốc này để khóa gông cho em nhá. Chiếc này sẽ tất nhiên rồi, 54 phải chơi trên cái bộ gông 101. Đây các bác này, đây là ký hiệu của bộ gông đây, 101. 8 gông thép các bác nhá. Và chắc chắn nhiều bác sẽ hỏi đây là hai cần hai bên này sẽ có tác dụng như thế nào. Em cũng xin phép chia sẻ luôn, hai cần hai bên này nó sẽ phụ trách cái việc cố định cái phần đầu búa bên điểm giờ và bên điểm chặt trong quá trình mà các bác vận chuyển, cũng như là để khóa chuông khi các bác muốn dừng chuông. Đây là những cái đầu dây bên dưới đây các bác nhá, để các bác móc sang hai bên hông thùng đây này. Bên này cũng có còn nguyên cả hai cái các bác nhá. Móc sang bên hông thùng cho em để khóa chuông và cố định nhá. Còn nguyên một chút thanh bát chống máy của chúng ta cũng còn nguyên này các bác này. Một cái bộ máy em đã lau dầu căn chỉnh thì đây là cái bộ máy ba vách trơn rất là đẹp luôn. Ba vách đều màu, xuống màu đều nhá. Một cái bộ máy mà các bác nên sở hữu trong cái bộ sưu tập, hoặc là bác nào mới chơi thì các bác cũng nên sở hữu. Đây, các bác có thể thấy này, phần nồi cót này, phần vách máy rất là đẹp đúng không ạ? Em sẽ lấy cái tặng cái đèn pin xoay qua để các bác dễ nhìn hơn nhá. Đây, các bác thấy chưa? Vách máy rất là vàng đúng không ạ? Nồi cót của chúng ta đấy nhá. Nhìn bên trên một chút nào. Đây là bên trên này các bác nhá. Đây, các bác có thể thấy con ngựa đang hoạt động đúng không ạ? Những cái trục thép nó còn trắng sáng thì các bạn. Vách máy đồng tất nhiên rồi, đúng không ạ? Ngoài ra bên dưới này chúng ta có một cái phần tem nữa nhá. Em sẽ tạm thời tháo quả nắc này ra để các bác nhìn phần tem này. Còn nguyên một phần tem được người chủ cũ người ta giữ nguyên khi mua tại đại lý nhá. Đây là cái đại lý đã bán ra chiếc 54 này cho người chủ sở hữu cũ. Và em sẽ treo chiếc đồng hồ này, treo cả phần quả nắc này các bác nhé. Treo một tay hơi khó treo đấy, các bác thông cảm. Rồi, và tất nhiên rồi, không thể thiếu được cái thông số quan trọng nhất, đó là Made in Frank. Trên phần mặt số chúng ta còn đầy đủ đúng không ạ? Bây giờ em sẽ thử qua âm thanh tiếng chuông mà chiếc đồng hồ 54 này tạo nên nhé. Xem nó sẽ cho các bác cái phần tiếng chuông bản nhạc quét như thế nào.
Đấy, ngoài ra thì em cũng đã thử thêm cho các bác cái đoạn nhạc 15 phút tiếng chuông bản nhạc quét để các bác được nghe đủ bản nhạc và tiếng chuông 15 phút. Mời các bác nhìn ngắm cùng em tổng thể một lần nữa nha. Thiết kế rất là đẹp. Mặt sáng này, không thể chê vào đâu được. Quả nắc cũng rất là đẹp luôn. Thiết kế thùng bên ngoài cũng thế các bác ạ. Một cái thiết kế thùng vân nu tinh tế, nó nổi bật lên cái phần mặt kính dưới cũng như cái phần mặt số của chúng ta, đúng không ạ? Ngoài ra thì bên Vang Vọng cũng mới về thêm được một chiếc đồng hồ khá là độc đáo. Hôm nay sẽ quay giới thiệu sơ qua thôi, để một số bác nào muốn tìm hiểu chiếc đồng hồ này kỹ hơn thì các bác hãy liên hệ nhé. Đầu tiên là nhiều bác sẽ bảo đây là cái thiết kế thùng nó giữ nguyên cái màu mộc của nó, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Được ghép, được làm bởi 3 hoặc là 4 loại gỗ khác nhau đấy các bạn. Em khi các bác mà sở hữu chiếc này, các bác sẽ ngửi thấy một mùi thơm của gỗ rất là thích luôn. Và chiếc này nó lại chơi 9 gông, 9 búa các bác ạ. 9 gông 9 búa đấy. Quay qua một chút về cái bộ máy để các bác nhìn nhá. Đây, các bác có thể thấy đây. Cánh nó dày này kìa mà. Mặt số thì sạch sẽ này. Đây. 9 gông thép, 9 đầu búa các bác nhá. Hai bản nhạc. Rồi, chắc chắn một số bác đã biết rồi. Nhưng tạm thời em chỉ giới thiệu sơ qua về thôi. Em đang trưng bày để chơi một thời gian đã. Bác nào yêu thích hẳn chiếc đồng hồ này thì các bác hãy liên hệ, em sẽ cung cấp cho các bác cái thông số chuẩn nhất của nó. Còn chiếc 54 này, bác nào muốn sở hữu chiếc 54 này thì các bác hãy liên hệ bên Vang Vọng. Vang Vọng sẽ hỗ trợ các bác cách thanh toán cũng như cách vận chuyển. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.